Chào mừng các bạn đến với clip bóc phốt Spy Room nhân dịp channel đạt nút bạc. Mình là Việt Anh, người hiểu rõ nhất, biết nhiều phốt nhất của động nhện và cũng là hướng dẫn viên của các bạn trong clip này. Rất nhiều bạn từng đặt câu hỏi kiểu: Ad ơi, Ad kể về quá trình hình thành của Spy Room đi. Ad ơi, Spy Room ra đời và phát triển như thế nào ạ? Ad làm thế nào mà đẹp trai vãi trưởng thế ạ? Clip này dành tặng cho các bạn, những người đã và đang tiếp tục yêu mến và đồng hành cùng Spy Room, những người cà khịa Spy Room, những người cà khịa người cà khịa Spy Room và cả những người cà khịa người cà khịa người cà khịa Spy Room chủ yếu để thỏa mãn đam mê. Clip dĩ nhiên là chỉ trả lời hai câu hỏi đầu tiên, còn câu thứ ba thì làm eo gì có ai hỏi mà trả lời. Để nói về Spy Room thì có một câu nói rất phù hợp, đó là chết hụt thì thường sống dai. Tại sao lại như vậy? Để mình kể cho các bạn nghe. Spy Room sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo có truyền thống hiếu học ở kinh thành Thăng Long năm 2016. Khi ấy trời đất vần vũ, gió thổi mây đen, sấm chớp đì đùng, thiên hạ xôn xao, người qua kể lại ai cũng chỉ lên trời, đồ rằng đây có lẽ là thiên mệnh. Cứ như vậy được khoảng tầm 15 phút thì mưa rào, sau đó trời lại trong xanh và nóng 37 độ như cũ. Mọi người giải tán, không xeo lin và hóng biến nữa mà quay trở lại làm việc như chẳng có gì xảy ra. Cùng thời điểm đó ở đất kinh kỳ, có một nhóm bạn trẻ đang miệt mài chỉnh sửa lại những chi tiết cuối cùng của một website mà họ đặt tên là spyroom.com. Cái tên mang khát vọng vươn xa để trở thành một mạng lưới kết nối tri thức hàng đầu Việt Nam, nơi mỗi người dùng giống như những con nhện viết bài trăng tơ để kết nối và xây dựng một mạng lưới tri thức ngày càng lớn mạnh và đồ sộ. Đó là định nghĩa theo phiên bản 10 điểm văn thi trung học phổ thông. Còn thực tế thì mình thi đại học cũng được có 5,5 điểm thôi. Cho nên tóm lại lý do một phần cũng vì spyroom.com là tên miền free, giá rẻ bất ngờ chỉ $3 đăng ký năm đầu tiên trên GoDaddy, cho nên tên nó mới như vậy. Lúc đó chúng mình vỗ vai nhau và bảo: không sao cả, chúng ta sẽ làm cho cái tên khó đọc khó nhớ này trở nên dễ nhớ hơn. Rời non lấp bể, có gì mà team này không làm được. Với quyết tâm cao độ như vậy, không khó để Spy Room team kể từ đó biết thế nào là gáy sớm ăn. 3 năm sau đó là 3 năm chầy chật, lên voi thì ít, xuống chó thì nhiều. Có những giai đoạn các anh em team Spy Room bọn mình không biết làm gì khác ngoài chống đẩy thay cơm, cắn rơm cắn cỏ để không bỏ của chạy lấy người. Đến giữa năm 2017, bọn mình quyết định tách team ra, mỗi người đi làm full time một nơi, khép lại quãng thời gian đi thi Việt Nam Next Top điên rồ. Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra. Spy Room đột nhiên tăng trưởng vượt bậc, các nhà đầu tư bắt đầu ồ ạt kéo đến mang theo nhiều vali dày cộp toàn đô la Mỹ. Mình bắt đầu được mời sang tham quan các vườn ươm khởi nghiệp nổi tiếng toàn cầu, gặp những doanh nhân mà trước giờ mình chỉ có thể nhìn thấy trên TV. Ngay khi công ty đang chuẩn bị nhận khoản đầu tư hàng triệu đô la, thì mình tỉnh dậy bởi tiếng tinh tinh của tin nhắn: anh ơi, thanh toán tiền server 6 tháng kế tiếp không bên em cắt nhé. Ok, fine. Nhưng dù sao, một phần của giấc mơ đó vẫn có thật. Spy Room thực sự tăng trưởng vượt bậc, dù tụi mình chỉ có thể làm việc bán thời gian ở thời điểm đó. Khi đó, Spy Room đã là một cộng đồng với hơn 50.000 người dùng trên website, gần nửa triệu người truy cập và hàng trăm bài viết mới mỗi tháng. Chúng mình có trong tay một kho dữ liệu đồ sộ gồm hàng chục nghìn bài viết từ hàng nghìn tác giả trên Spy Room. Vấn đề lớn nhất là làm gì với tất cả những tài nguyên đang có để xây dựng một Spy Room phát triển bền vững và thực hiện đúng sứ mệnh nó được sinh ra. Và thế là một vài thành viên cốt cán nhất, trong đó có mình, quyết định làm liều một lần nữa bằng cách bỏ việc và quay trở lại với Spy Room để khô máu. Bọn mình bắt đầu bán sách, tận dụng chính lợi thế từ cộng đồng người viết đông đảo, có tâm và chất lượng bậc nhất Việt Nam. Cuốn đầu tiên là Dăm ba cái tuổi trẻ, rồi đến Rùa ký vạn dặm có chi, và sau đó là series Người trong môn nghề với hai quyển tính tới thời điểm hiện tại. Với quan điểm làm sách để bản thân mình và cả những tác giả trong sách phải cảm thấy tự hào, các bạn cứ yên tâm là sách của Spy Room chất lượng lắm. Cái này thì không phải mình vô liêm sỉ quảng cáo đâu, câu sau mới là câu như vậy. Để ủng hộ Spy Room, các bạn có thể vào link shop của tụi mình ở phần description để mua sách nha. Mình đã vứt bỏ liêm sỉ để quảng cáo sách ngay trong video thế này rồi, mà các bạn vẫn không mua thì cẩn thận, không lần sau mình lại quảng cáo tiếp đấy. Không dừng lại ở đó, tụi mình bắt đầu chuyển thể những bài viết chất lượng trên Spy Room thành video và khai sinh ra kênh YouTube mà các bạn đang theo dõi. Ở thời điểm đầu tiên, kênh được tổ chức và hỗ trợ xây dựng bởi Samurais dựa trên kinh nghiệm từng có ở phê team. Sau đó, vì Samurais cần vào Sài Gòn kiếm nhiều tiền để lấy nhiều vợ, lấy một vợ, cho nên mình và Isa bắt đầu vào cuộc. Isa, nữ thần trong lòng nhiều bạn, là một bạn nữ cực kỳ đa tài, chăm chỉ và thông minh. Vậy nên Isa quyết định gánh team. Còn mình thì chọn nhiệm vụ khó khăn hơn, đó là đồng ý để được các em gánh.
Mới vậy mà rồi vèo cái cũng được gánh lên nút bạc. Đã thế còn được viết và đọc script kỷ niệm này. Bài học rút ra ở đây là cuộc đời này đúng là thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều các bạn nhỉ. YouTube cũng giống như sách giúp Spyroom kết nối và tri ân từ các tác giả đã và đang đóng góp những bài viết chất lượng trên Động Nhện. Đó là lý do tại sao tụi mình luôn để link ở phần mô tả và mong muốn các bạn đọc hay tương tác với tác giả các bài viết gốc trên Spyroom. Vì chính sự ủng hộ nhiệt thành của họ là tác nhân giúp Spyroom vẫn còn sống sót và phát triển tới nay. Các bạn cũng có thể gia nhập đội ngũ này bằng cách lập tài khoản để viết những bài viết chất lượng và có đầu tư trên Spyroom. Còn lại thì cứ để tụi mình lo. Cũng nhân dịp đặc biệt này, mình muốn thay mặt Spyroom gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới tất cả các bạn. Đồng thời mình cũng muốn tổ chức một mini game nho nhỏ như sau với 5 phần quà cho các bạn may mắn gồm một cuốn sách Zamba cái tuổi trẻ, một postcard Spyroom, một sổ Spyroom. Các bạn chỉ cần comment cảm nghĩ về Spyroom dưới clip này và share clip trên Facebook ở chế độ public là có thể tham gia nha. Tụi mình sẽ lựa chọn 5 bạn có câu trả lời thú vị nhất và gửi tặng phần quà cho các bạn. Thay cho lời kết, mình tin rằng Spyroom được sinh ra bởi một nhóm nhỏ điếc không sợ súng, không sợ nghèo, không ngại khổ. Nhưng Spyroom đã lớn lên và trưởng thành trên vai của hàng chục ngàn thành viên, hàng triệu người ủng hộ. Cảm ơn tất cả các bạn vì tất cả mọi thứ. Really, nigga? Hey! Lên! Đúng flow các anh ở nhà. Yeah.